cuộc đời của vị cách cách cuối cùng của Thanh Triều. Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, Kim Mạc Ngọc được biết đến dưới cái tên Ái Tân Giác La Hiển Kỳ, mang một thân phận vô cùng đặc biệt. Bà là con gái của Túc Thân Vương Thiện Kỳ và là em gái ruột của Kawashima Yoshiko, người nổi tiếng với biệt danh Kim Bích Huy. Mặc dù được mệnh danh là vị cách cách cuối cùng, một danh xưng dành cho phụ nữ hoàng gia nhà Thanh, Kim Mạc Ngọc vẫn phải sống cuộc đời nghèo khó và ẩn dật trong xã hội Trung Quốc. Trong những năm đầu cuộc đời, Kim Mạc Ngọc được hưởng một cuộc sống giàu có và an nhàn trong một dinh thự ở Bắc Kinh, bao quanh bởi một đội ngũ người hầu phục vụ. Tuy nhiên, khi mới vừa tròn 18, cả thế giới của bà sụp đổ, gia tộc của bà tan lụi, buộc bà phải rời bỏ dinh thự, mất hết tài sản và địa vị, trở thành kẻ không nơi nương tựa. Vì thế, quý tộc của bà cũng mất đi, biến Kim Mạc Ngọc từ một cách cách trở thành một người phụ nữ bình thường. Thời đại mới đã mang đến cho bà những thách thức và lựa chọn chưa từng thấy. Hiểu rằng không thể dựa dẫm vào danh hiệu và địa vị của mình, bà quyết tâm thích ứng với thời đại và đối mặt với những thay đổi một cách dũng cảm. Bà đã thay đổi bản thân, bỏ lại hình ảnh quý tộc, thay tên họ và xóa bỏ danh hiệu cũ của mình. Tận dụng mọi kỹ năng mình có, bà đã thử nghiệm nhiều công việc khác nhau như mở tiệm giặt là, mở nhà hàng để kiếm sống. Thông qua việc không ngừng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, vào năm 1952, bà tìm được một công việc ổn định tại một tòa soạn. Sau đó, bà tình cờ gặp gỡ một họa sĩ tài năng và hai người đã cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, số phận lại một lần nữa đưa bà vào đường cùng khi Kim Mạc Ngọc bị bắt và giam giữ trong tù, mất hết liên lạc với thế giới bên ngoài. Để bảo vệ người yêu mình, Kim Mạc Ngọc quyết định ly hôn, một quyết định đã để lại vết thương lòng sâu sắc. Trong thời gian bị giam giữ, bà phải chịu đựng sự tra tấn vô cùng khắc nghiệt, làm bà suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Những năm tháng tù đầy đã làm mất đi vẻ đẹp tươi trẻ của bà, thay vào đó là khuôn mặt chảy xệ và đôi mắt đầy mệt mỏi. Năm 2007, đài truyền hình Phượng Hoàng đã mời bà tham gia một buổi phỏng vấn. Tại đây, Kim Mạc Ngọc đã tiết lộ một bí mật động trời về việc mình bị em gái ruột phản bội, đổ oan cho là gián điệp nên mới bị giam cầm trong tù. Câu chuyện của bà đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ trong xã hội Trung Quốc khi phơi bày những mảng tối trong gia tộc một thời lừng lẫy này. Kim Mạc Ngọc qua đời vào năm 2014 ở tuổi 96 sau một cơn đau tim. Dù phải sống cuộc đời đầy khổ cực và thiếu thốn, nhưng bà luôn tự giữ phẩm giá và bản lĩnh của mình. Chưa bao giờ đầu hàng số phận, bà đã sử dụng phần lớn tài sản cuối đời của mình để ủng hộ cho các quỹ học bổng, xây dựng trường học, giúp đỡ trẻ em khó khăn và cuối cùng đã nhận được sự quý trọng từ xã hội. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.